Chào mừng tất cả quý các bạn với kênh video của Điện Máy Cường Linh cũng như là Cơ Khí Điện Thần. Thì đối với bà con nào mà gia đình mình có nhiều loại vật nuôi cũng như là đa dạng những cái loại nguyên liệu để chế biến thực phẩm chăn nuôi cho gia súc gia cầm thì bên Điện Máy Cường Linh xin giới thiệu đến cho bà con cái máy băm cỏ 4 chế độ và cũng như là nó có nhiều chức năng băm được rất nhiều cái loại nguyên liệu. Thì với cái thiết kế mà phễu nó nằm đứng như thế này thì bà con có thể bỏ được rau, được bèo hoặc là những cái loại nguyên liệu bà con không thể cầm tay được. Thì đối với những cái dòng máy mà đun cửa ngang thì nó không thể thực hiện được, thì đến cái dòng máy này thì bà con có thể trực tiếp cho chuối, cho rau, cho bèo vào vào trong cái phần phễu này được, thì nó sẽ không phải cầm cũng như là bà con sử dụng nó dễ dàng hơn đấy. Còn với là cái dòng cho từ trên xuống này thì nó sẽ được cải tiến thêm là 4 chế độ, thì nó sẽ xoay chế độ theo từng góc như thế này. Thì ở ngay đây thì là cái chức năng băm thô nhất, thì nó sẽ ở góc cái phần miệng này, nó sẽ ở sát cái phần miệng miệng ra của máy luôn, thì cái phần miệng ra bên này đấy, thì bà con sẽ để cái phần góc này ở ngay cái phần miệng ra thì nó sẽ càng thô thô. Thì bà con sẽ xoay theo một cái vòng tròn như thế này, nó có bốn vị trí đây, bốn vị trí nó xoay nhau ở 90 độ, thì nó sẽ càng xa cái miệng ra thì nó sẽ càng mịn. Thì cái đấy là thay đổi chế độ của máy. Thì với cái chức năng thay đổi chế độ của máy thì nó sẽ phù hợp với bà con chăn nuôi từng loại vật nuôi riêng. Nếu loại nào cần mịn hơn hoặc là thô, hoặc bà con cần thô hơn một tí, thì tất cả những cái nhu cầu của bà con đều có thể đáp ứng trên một con máy như thế này. Đấy, thì cái máy băm cỏ, băm chuối, băm đa năng 4 chế độ với cái giá thành là 5 triệu 500 nghìn thì bà con cũng khá là dễ tiếp cận, cũng như là sử dụng cái dòng điện 220V. Thì sau đây Điện Máy Cường Linh sẽ thái thử cho bà con để bà con thấy được cái nhìn trực quan về cái dòng máy này luôn, thì để bà con nắm được cũng như là để bà con sắm con máy về để sử dụng. Thô của máy nhá. Đấy, thì bà con có thể thấy được chức năng thái thô của máy này rất là đẹp, lát ra đều nho luôn đấy. Đấy, thì sau đây sẽ chuyển chức năng thái mịn. Đấy, muốn chuyển chức năng thái mịn thì bà con sẽ tháo bốn cái phần lấy khóa này đấy, và trực tiếp xoay cái phần cửa nạp này vào cái mức mà mịn nhất đấy, và trực tiếp gài những cái phần khóa lại nè. Bà con chú ý là không được bỏ sót cái khóa nào nhé, để đảm bảo an toàn. Rất đẹp nha bà con nhé. Đấy, chuối ra đảm bảo chất lượng cho bà con là nó không bị sơ nước, thì là những cái phần nước nó sẽ không bị mất, thì hàm lượng dinh dưỡng ở trong những cái phần chuối này nó là còn nguyên đấy, để cho bà con cho trực tiếp gà vịt ăn được. Rất là hợp lý, rất là đẹp. Một cái này là cái củ nguyên để trộn vào một cái chuối. Cái này thái làm thuốc. Tốc độ thì chưa đến 10 giây, 15 giây thì bà con có thể thái được hai cái chuối rồi. Rất là đẹp như thế này. Đấy, rất đẹp nhá. Đây, chất lượng 100% là in đúc nhau nhá, đều ra những cái phần hạt như thế này. Con kia thì nó rẻ, con kia nó 2 triệu mấy. 3 tiền cái.